Hello anh em, hàng thanh lý đây anh em ơi, lại tiếp tục lên video thanh lý máy cưa, máy cắt cỏ và bình xịt thuốc sâu anh em nha. Hôm nay lên 8 loại máy cho anh em luôn, rất là nhiều loại cho anh em có sự lựa chọn luôn anh em nhé. Anh em hãy nán lại xem video ngày hôm nay của bên em để cho anh em đặt hàng cho nó ok nha anh em nhé. Đây tất cả là sản phẩm máy mới tinh 100%, nhưng mà hôm nay em thanh lý cho anh em cái giá rẻ mạt luôn anh em. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2024, cả chúng em thanh lý cho anh em này có 3 chiếc máy cưa, 4 chiếc máy cắt cỏ nhá. Máy cắt cỏ nhỏ có này, máy cắt cỏ to có này, hàng to khỏe để cho anh em chuyên về được phát cước có luôn anh em nha. Đây toàn bộ là những sản phẩm mà những mẫu mã mà hàng chất lượng cao thôi anh em. Đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay là lô chữ K. K1 này, K2 này, K3, K4 cho tới K8 nhá. Tại sao mà em lại ký hiệu cái mã K như thế? Để cho anh em thuận tiện cho anh em đặt hàng cũng như là mua bán hàng của bên em. Ví dụ anh em ưng cái K2 này đi, ưng cái con máy cưa này thì anh em không biết tên con máy là cái gì ạ, thì anh em nói cửa hàng chúng em cũng rất là khó hiểu. Đấy thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con K2 là được nhá. Và đây là giá thành của cây máy, em đã đều công khai giá cho anh em để cho anh em tham khảo giá thoải mái. Bên em thì không bắt cọc cạch gì trước đâu, nên là anh em hãy vui lòng xem kỹ video tua đi tới lại, anh em xem cảm thấy ưng ý, thật sự ưng ý nhá, thì liên hệ cho bên em, cho em xin thông tin địa chỉ, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em luôn. Và máy này cam kết như trên video nói như thế nào thì anh em hãy nhận tới tay anh em được máy như thế nhá. Đấy, đây toàn bộ là máy mới tinh 100%, hàng chưa có ai sử dụng cả nên là anh em cứ yên tâm. Đầu tiên thanh lý cái bình điện xịt thuốc sâu. Bình này này, hàng chất lượng cao luôn anh em, Japan chất lượng cao nha. Bình này em thanh lý cho anh em có 590.000 một cái thôi. Bình này là bình 20 lít cho anh em này. Anh em nhìn hộ em này, hiện tại số lượng nhà em bây giờ còn đúng 2 cái là hết hàng rồi nhá. Mẫu này hiện tại em thanh lý cho anh em bán nhiều lắm. Em bán nhiều lắm, đấy. Và hiện tại đang cháy hàng rồi, không còn hàng nữa đâu anh em ơi. Còn đúng 2 chiếc, anh em nào lấy thì nhanh tay chốt đơn luôn nha. Đây, cái phần nắp này nó làm thiết kế cho anh em mở nắp ra này. Đây là cái phần công tác cũng như là phần volume tăng chỉnh này. Đấy, thấy không? Nước nôi nhá, đầy đủ nhá. Đấy, volume này to nhỏ ở đây nhá. Đây cái phần cục sạc này, nó thiết kế cho anh em cái nắp ở đây để cho giúp cho anh em nước nôi nó không bắn vào đây được nhá, để làm hao hỏng cái phần công tác và volume. Đấy. Và đây đặc biệt là cho anh em nhìn hộ em này, nhìn hộ em này. Đấy, cái chỗ này là để lấy cái bình ắc quy ra được. Đấy, lấy cái bình ắc quy ra được nhá. Đấy, em lại review cho anh em này. Cái đấy, cái bình ắc quy này có thể lấy ra được nha anh em nhá. Lưu ý hộ em này, rút ra được. Ví dụ anh em xài anh em không ưng ý ấy, nhà mất điện cần cái bình ắc quy này ra để thắp đèn linh tinh được, hợp lý luôn anh em. Nó không giống như những con máy bình đầy cũ nữa rồi, là không thể lấy cái bình ắc quy ra được, còn cái này có thể lấy ra bình ắc quy để cho anh em về sử dụng được nhiều thứ nhá. Đấy, khi nào mà anh em xài anh em chỉ cần đút vào đấy thôi là nó sẽ lại hoạt động trở lại bình thường. Đậy cái nắp này lại vào cho em là được này. 20 lít bình mới tinh 100%, chưa có ai sử dụng cả, anh em về xịt thuốc sâu là thoải mái vô tư luôn nhá. 20 lít này anh em nhìn hộ em này. Bên trong thì đầy đủ luôn cho anh em này. Bên trong này, bên trong thì đầy đủ cho anh em luôn. Đây. Phần này. Cục sạc này, cần xịt thuốc sâu này, cần này là cần rút được anh em nhá. Cục sạc đầy đủ này, đúng là bếp xịt này. Cục sạc này, đó, doa này, cái này là khóa này, đây là cái cần này. Phiếu sách hướng dẫn sử dụng này. Bình mới tinh nhá, anh em khỏi cần phải lo nhé, chưa có ai sử dụng cả, anh em cứ yên tâm. Đó. 590k một cái, bình thanh lý cho anh em để cho anh em về sử dụng. Anh em quan tâm cái bình này thì liên hệ cho em bảo là anh muốn mua cái con K1 là được anh em nhá. Đây, giá này thì em đã đều bao ship cho anh em rồi. Em bao ship cho anh em rồi, anh em cứ yên tâm nhá. Rồi, qua chiếc K2. K2 là một chiếc máy cưa xích hàng to khỏe để cho anh em chuyên về sử dụng cắt khai thác tầm trung. Hôm nay em thanh lý cho anh em là 1.150.000. Ok cho anh em, K2 nhá. Con này nòng 45mm, công suất là 54cc, lam sẽ dài 55cm. Cân nặng con này tầm khoảng 6kg, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Đấy, hôm nay con này em thanh lý rẻ mạt luôn anh em. Anh em lấy con này về mà xài gia đình vô tư luôn này. Sử dụng hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 nhá. Đấy, hàng này là Kamatsu, lam sẽ dài 55cm cho anh em. Rồi em nổ cho anh em nghe này. Con này thì về phù hợp cắt cho anh em đường kính gỗ khoảng tầm 35-40cm đổ lại là vô tư anh em nhá. Đấy, có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ. Giá này em lại còn bao ship cho anh em luôn, khỏi cần phải lan tan nhá. Ok chưa? Đấy, nổ rất nhá. Thấy không? Bên dưới này này, anh em lưu ý hộ em. Cái này là sử dụng xăng pha nhớt nhá. Đấy, đây nó có cái nắp này, đây là cộng nhớt này cũng như là xăng này, xăng cộng pha nhớt đổ vào đây. Còn bên trên này này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích.
Cái này là cái bôi trơn nhất, bôi trơn 5 xích ấy, nó là bơm nhất tự động luôn, anh em chỉ cần đổ nhất sạch vào cho em là được, là nó sẽ tự động nó hút ra, nó bôi trơn cái bộ 5 xích này để tránh tình trạng là bị hỏng 5 xích nha anh em nhá. Đấy, nên là anh em lưu ý cứ đổ nhớt đầy vào cho em là anh em sử dụng nhá. Đó, con này sử dụng là lốp bô, là lốp bô hai cửa sản, bô bô inox và lốp hợp kim nhôm luôn anh em nha. Đấy, thanh lý rẻ mạt luôn anh em. Chỗ này anh em đảm bảo luôn, anh ra cửa hàng không ai bán cho anh em con máy này giá 1.150.000 đâu. Chỉ có hôm nay thanh lý cho anh em mới để cho anh em cái giá này, còn đúng giá của nó ra con này phải tầm khoảng 1.8-2 triệu một con đấy anh em. Đấy. Rồi, thanh lý tiếp con K3 này. K3 là một chiếc máy cưa mini. Con này thì để cho anh em không cầm được cái con máy to thì có thể cầm qua cái con máy nhỏ này mà sai. Về cắt cành tỉa nhánh này, cắt tỉa cây cảnh này, leo trèo trên cao, con này thì nặng tầm khoảng 3 kg thôi. Hoặc là anh em lớn tuổi rồi, anh em không đeo được con máy to nhá, thì có thể lấy cái con máy nhỏ này về mà cắt cành tỉa nhánh. Thay vì một là anh em cầm máy cưa tay, hai là anh em cầm máy cưa điện hoặc cưa pin ấy, thì nó rất là dở và nhanh hỏng. Đấy, mà nó yếu nữa thì lấy cho em cái con công suất chạy xăng pha nhớt này đi. Con này em đang thanh lý 1.250.000 nhá. Đấy, hàng mini cân nặng tầm khoảng 3 kg thôi, lam sẽ dài 30 cm cho anh em. K3 nhá. Vâng, đây em nói này, bên trên này là đổ xăng pha nhớt này, anh em lưu ý hộ em nhé. Bên trên là đổ xăng pha nhớt, bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn 5 xích. Cái này cũng là bơm nhớt tự động luôn, anh em chỉ cần đổ nhớt sạch vào đây cho em là được, là sẽ tự động nó hút ra để nó bôi trơn cái 5 xích này, tránh bị tình trạng bị hỏng 5 xích anh em nhé. Đấy, còn con này trên này là đổ xăng pha nhớt này, anh em biết rồi đúng không ạ? Bên dưới là đổ nhớt bôi trơn 5 xích, anh em lưu ý hộ em thôi là được. Đây, có núm bơm xăng phụ đầy đủ ở đây cho anh em này. Con này thì bơm xăng rất là nhạy nổ nhé, e gió là e gió tự động luôn. Bóp vào tự nảy le về, anh em nhìn hộ em này, bóp vào tự nảy le về. 1.250.000 em bao ship cho anh em con này luôn. Cân nặng 3 kg, rất là nhỏ nhẹ, anh em leo trèo trên cao anh em nhá, khỏi cần phải lăn tan luôn. Rồi, con này thì vừa phù hợp các những đường kính khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại. Anh em lưu ý em nhá, bằng bắp tay này, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại thì anh em lấy con này cho em nó là hợp lý. Đấy, bởi vì hàng này thì nó máy rất là nhỏ nhẹ, mini cho anh em về cắt cành tỉa nhánh. Đấy, cân nặng nhỏ nhẹ lắm, hoặc là anh em đi làm rẫy nương ấy, anh em đi rừng đi rẫy đồ linh tinh ấy, cần một chiếc máy này để xách cho nó nhẹ nhàng đi gọi cắt cành đồ linh tinh thì nó là hợp lý anh em nhé. Đặt vào là đứt, đặt vào là đứt thôi. Con này làm xích thì nó rất là ok rồi, và dòng này phụ tùng thay thế rất là nhiều nhá. Phụ tùng sửa chữa rất là nhiều, khỏi cần phải lăn tăn luôn, phụ tùng bán mới đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, gì phụ tùng gì cũng có. Rồi, qua cái con K4 này, con này thì nó là hàng chất lượng hơn một tí xíu, nhưng mà hôm nay em vẫn thanh lý cho anh em để cho anh em có sự lựa chọn. Đấy, con này thì để cho anh em về xài nhiều này, anh em về sử dụng khai thác nhiều, là anh em về sử dụng nhiều. Con này thì thật ra thì con này giá bán ngoài cửa hàng đang là 2.5 triệu, nhưng mà hôm nay em xả cho anh em thì có 1.5 triệu con này thôi. Đấy, hàng này thì nó là chất lượng luôn anh em nhá, chụp giật thì nó là ok hơn, chụp giật trợ lực luôn đấy. Đó, lam sẽ dài 55 cm đầy đủ cho anh em. Đó, lam 55 cm. Hôm nay em thanh lý cho con K4 này là 1.5 triệu một con nha. Sử dụng háo chân lam và trực tiếp bằng khóa 13, nòng cũng là 45mm, công suất là 54cc. Về cho anh em khai thác gia đình hoặc là khai thác tầm trung. Đấy, anh em muốn máy mà nó ngon ngon hơn một tí xíu, đấy, thì lấy cho em cái con này về mà xài. Con này cân nặng cũng tầm khoảng 6kg, để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác anh em nha. Đó, con này thì về phù hợp cắt đường kính khúc gỗ khoảng tầm 3-40cm đổ lại, 3-40cm đổ lại, anh em lưu ý hộ em nhá. Đấy, em nổ cho nghe này. Ok chưa? Đó, rất là nhá. Tích hợp chụp giật nên là giật của nó nhẹ nhàng lắm anh em. Nó không có lăn tăn hay là khó khăn gì cả. Phụ nữ giật vô tư luôn anh em, khỏi cần phải lo nhá. 1.5 triệu cho con này thôi anh em. Em bao ship cho anh em để cho anh em về sử dụng. Con này thì nó là hàng máy to để cho anh em chuyên về sử dụng khai thác anh em nhá. Đó. Rồi, và bây giờ thì có 4 chiếc máy cắt cỏ này để cho anh em tham khảo này. Đầu tiên là một chiếc con K5. K5 nhá anh em nhá, là một chiếc máy cắt cỏ nòng 36 ly. Hôm nay em để cho anh em là giá 1.4 triệu một con. 1.4 triệu một con máy này thôi. Anh em thấy ok chưa? Anh em thấy chỗ nào bán rẻ cho em không? Không có ai bán rẻ bên em. Máy mới tinh 100% mà em bán cho anh em có 1.4 triệu một chiếc, lại còn bao ship tới tận nhà cho anh em nữa, thì chỉ có bên em mới có cái giá này thôi. Côn là đặc biệt sử dụng, côn là côn to chứ không phải côn nhỏ đâu anh em nha. Hàng này là Fukiwa FWK330, em ghi rõ ở đây để nòng 36 ly. K5, con này là giá bán 1.4 triệu nhá. Đấy, có tích hợp tum côn, là tum côn lớn, hàng rất là dày dặn và chất lượng cho anh em. Ốc là nó sử dụng cho anh em toàn ốc to luôn. Ốc to đấy anh em. Đây, tận phần cùm cần này, to này. Máy mới tinh 100%, bọc bóng còn nguyên nha anh em nhá. Đấy, máy này em bảo hành 6 tháng cho anh em, nên là anh em cứ yên tâm về mà sử dụng.
đây, chắn cỏ nó làm rất là to này, đầu bò nó thiết kế cũng rất là chất lượng luôn anh em. Nhìn phần đầu bò là anh em biết hàng này là hàng tốt như thế nào rồi, không phải là hàng tạp nham nha anh em. Nhìn cái làm của nó thiết kế rất là sắc nét cho anh em luôn. Con này em đang bán 1.4 triệu một con cho anh em về vừa phát dao vừa phát cước được. Con này anh em lấy sẽ tặng kèm cho anh em là một lưỡi cắt cỏ này, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề. 5 món phụ kiện sẽ kèm theo nếu mà anh em lấy cái con Fukiwa FVK330 này đây. Đó, và con này này đặc biệt này, ốc xăng như người luôn. Sử dụng chế Zin 3 Master Pro nên là một ngày của nó chỉ ăn tầm khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi xăng trên một ngày thôi. 2 lít đến 2 lít rưỡi xăng trên một ngày nha. Chân chống là chân chống sắt này. Có chân chống bảo vệ bình xăng đầy đủ cho anh em luôn, khỏi cần phải lăn tan. Mới tinh 100% nên là anh em cứ ok mà sử dụng thôi. Về đổ xăng vào là xài thôi anh em nhá. Chưa có ai sử dụng nên là anh em cứ khỏi cần phải lo. Đó. Em bỏ anh 6 tháng cơ mà. Em bảo hành 6 tháng nên là anh em cứ yên tâm, nòng 36 ly con K5 giá bán 1.4 triệu một con, em bao ship cho anh em tới tận nhà nhá. Đấy, anh em là kết cái con K5 này thì liên hệ ngay cho bên em để đặt hàng, cái số lượng thì có hạn thôi. Rồi, qua con K6 này, con này là nòng 40 ml nhá. Hàng này thì nó là hàng Wukama 541, nòng 36 nòng 40 ml để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước hoặc là phát thuê phát mướn. Con này cũng là lên cho anh em chế xịn rồi nên là một ngày con này hốc xăng như ngửi luôn. Hết con này tầm khoảng hết 2 lít rưỡi xăng trên một ngày thôi. Giá bán em đang thanh lý cho anh em 1.950.000, còn ngoài cửa hàng người ta bán giá sao thì anh em biết rồi. Ngoài cửa hàng người ta đang bán con này giá 2.8, 2.9 một con. Đó, có chỗ còn đang bán con này 3 triệu một con đấy anh em. Hôm nay em thanh lý cho anh em 1.950.000 thôi. Máy mới đét 100%, máy mới tinh luôn đấy anh em. Chưa có đổ xăng, chưa có sử dụng đâu anh em, khỏi cần phải lo nhá. Hàng Wukama 541 này, 1.950.000, nòng 40 ml, con này là con K6 nha anh em nhá. Đấy. Hàng ngày thì nó là thiết kế lấy ý tưởng giống cái dòng Humana ấy, đặc biệt con này đã bực lên cho anh em cái tay ga cải tiến như thế này rồi. Tay ga này thì bóp cả ngày không biết mỏi tay luôn. Đây, cho anh em nhìn phần đầu bò này, đầu bò là đầu bò trồng cuốn dây đầy đủ cho anh em luôn nhá. Đầu bò trồng cuốn dây này anh em nhìn hộ em này, nó đã thiết kế cho anh em rất là khít ở đây. Đó, để cho dây rợ nó không bao giờ mà nó vướng vào bên trong được. Đầu bò nhìn này, anh em nhìn nó làm không? Dày như là đấy, anh em nhìn quá dày luôn anh em nhá. Thấy không ạ? Chắn cỏ này nó làm rất là chi tiết và bài bản sắc nét cho anh em luôn. Hàng này thì hàng 541 nhá. Hôm nay K6 bán 1.950.000 thôi. Anh em nào nhanh tay thì múc về mà xài. Đập phát cước thoải mái luôn, bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi mới trong vòng 1 tuần anh em luôn. Khỏi cần phải lăn tan nhá. Trước cuộc chủ giật trợ lực này. Đấy, em nổ cho anh em nghe qua. Nghe máy của em nhá. Đấy, hàng K6 giá 1.950.000 và đặc biệt tay đây, chân chống là chân chống sắt đầy đủ luôn anh em nhé, chứ không phải là hàng tạp nham đâu anh em. Hàng Wukama này nó có dập lốc đầy đủ cho anh em luôn. Rồi, qua con K7 này, con này là 1.950.000 nhá, nòng 40 ml. Con này thì nó cũng là giống y hệt cái con K6 thôi, cùng là một mẹ đẻ ra nhưng mà con này là nòng 41 ml. Đấy, con này là nòng 40 ml, con này là nòng 41 ml. Con này là hàng Wukama 543, nòng 41 ly nhá, cũng là chế xịn, chế Zin 3 Master Pro luôn. Hai con này thì nó đều là cùng một mẹ đẻ ra nhưng mà con này là 541, con này là 543 anh em lý hộ em này. Con này là em đang bán 2.1 này. Con này là 1.950.000. Con K7 anh em thích nòng 41 ly thì lấy cho em con K7. Anh em thích nòng con 36 ly thì lấy cho em nòng 40 ml thì lấy cho em con K6. Đấy, nhìn hộ em nhá, con này là 541 này, con này là 543 này. Còn máy thì nó giống y hệt nhau, không khác một tí gì cả. Đấy, nó chỉ khác mỗi là đường kính chai piston nó to hơn một tí xíu thôi. Anh em lấy nòng 40 ml mà vẫn chưa cảm thấy ok thì có thể lấy hẳn cái con mà nòng 41 ly mà xài, con K7 này. Tay ga cũng là tay ga cải tiến, bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi. Đầu bò là đầu cũng đầu bò trồng cuốn dây đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, con K7 này 2.1 triệu cho con này nha anh em nhá. Hàng để cho anh em chuyên về sử dụng đập phát cước rãy được nhiều, phát thuê phát mướn. Hàng Hu 543 G543 này. Con này một ngày hết tầm khoảng 2 lít rưỡi xăng đến 3 lít xăng là cùng thôi. Em nổ cho nghe cũng là tích hợp chủ giật trợ lực luôn nhá. Ok chưa? Đấy, K7 2.1 cho con nòng 41 ml anh em thấy ok chưa anh em?
Giá này em đảm bảo luôn là sập sàn luôn anh em. Em lại còn bao ship cho nữa. Bảo hành 6 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Và con này đảm bảo luôn tiết kiệm xăng luôn, không lợi xăng, không lấy tiền cho anh em luôn anh em nhá. Đấy. Vâng, cuối cùng này là con K8, là một con máy hàng siêu khỏe, siêu khủng long. Lên tới nòng 44mm, con K8 là một chiếc máy hàng Kaiper TJ53 anh em nhá. Đó. Con này đã bán 2,7 triệu một con, nòng lên đến 44mm luôn anh em, rất là khỏe cho anh em chuyên về đập phát cước, phát thuê, phát mướn. Con này phát giao thì khỏi phải bàn rồi, con này người ta toàn về phát cước thôi. Phát cước hoặc là anh em nào mà về đào hố, đào rãnh đồ linh tinh đấy thì toàn lấy con này về người ta độ chế nhiều thứ thôi anh em. Nòng lên tới 44mm luôn anh em nhá. 44mm, 2,7 triệu cho con này. Hàng TJ53 luôn anh em. Đó, con này thì để cho anh em chuyên về đập phát cước đây, quay tổng thể cây máy này, tung côn cũng là tung côn lớn nhá. Hàng Kaiper TJ53, tay ga cải tiến. Đó, đầu bò chống cuốn dây đầy đủ hết cho anh em rồi. Đó. Con này K8 nòng 44mm, hàng TJ53 này, quay chi tiết nó không khác một con máy hàng Kawasaki TJ53. Kawasaki TJ53 nó trông như thế nào thì con này trông y hệt như thế, không khác một tí gì. K8 2,7 triệu cho anh em. Bảo hành 6 tháng, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần. Cứ yên tâm về mà sử dụng nha anh em nhé. Con này dòng này cũng là lên chế xịn rồi nên là tiết kiệm xăng vô cùng luôn. Anh em không cần phải lăn tăn là con máy này có hao xăng không nhá. Ở bên em ấy là bán, em bán những cái số lượng máy của bên em ấy thì thường thường em bán quan tâm về chất lượng là chủ yếu. Đó. Một con máy nòng 44mm em bao ship cho anh em luôn. Vâng, và vừa rồi em đã giới thiệu 8 cái loại máy mà bên em đang có và bán cho anh em. Anh em quan tâm mặt hàng nào thì gọi ngay cho bên em để đặt hàng. Anh em chỉ còn bảo là anh muốn mua con K mấy là được, em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em tới tận nhà. Cam kết máy giống y hệt như video. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán hộ em. Vâng, xin chào anh em, hẹn anh em những video tiếp theo anh em nhá.